mẹ hiệp thông với chúa suốt cuộc đời mẹ thực thi ý Chúa Mẹ từng sống một đời hiệp hành cùng Giêsu cơ thai Mẹ đã với thánh du xe vun xây gia đình Xin mẹ dạy con biết sâu hết tình Hằng chung chinh xây hạnh phúc gia đình Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 18 thường niên ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ bảy chúng ta ngước nhìn lên mẹ, mẹ của lòng thương xót. Hẳn này mẹ xót thương nhân loại, xót thương thế giới, mỗi người chúng ta, đặc biệt thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ. Những người trẻ ngày hôm nay đang mất dần phương hướng, đang sống mất mục đích Xin cho các bạn tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình Sống đúng, sống đẹp, sống có ích Và nhất là sống lòng thương xót Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 18 thường niên Bài đọc một năm lẻ trong sách Đệ Nghị Luật chương 6 câu 4 đến câu 13. Bài trích sách Đệ Nghị Luật khi ấy ông môi nói với dân rằng: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay anh em phải ghi lòng tạc dạ anh em phải lập lại những lời ấy cho con cái phải nói lại cho chúng lúc ngồi nhà cũng như lúc đi đường khi đi ngủ cũng như khi thức dậy phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu mang trên trán làm phù hiệu phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đưa anh em vào đất người đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob rằng người sẽ ban cho anh em khi anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không tích trữ, những bể nước có sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô liu mà anh em đã không trồng khi anh em được ăn uống thỏa thuê thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa. Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em sẽ nhân danh người mà thề. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị lập lại câu đáp Con yêu mến Ngài Lạy Chúa là sức mạnh của con Con yêu mến Ngài Lạy Chúa là sức mạnh của con Lạy Chúa là nuôi đa Là thành lũy Là đấng dài thoát con Con yêu mến Ngài Lạy Chúa là sức mạnh của con Lạy Thiên Chúa con thờ Là nuôi đa cho con chu ấn Là khiên mộc là đơn cứu độ quyền năng là thành trì bao vệ tôi kêu cầu chúa là đơn xưng muôn lời ngợi khen và tôi được kêu thoát khỏi quân thù con yêu mến ngài lạy chúa là sức mạnh của con đức chúa vạn vạn tuê chúc tụng người là núi đa cho tôi chu ân tôn vinh thiên chúa là đấng cứu độ tôi Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính người đã lập. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Hallelujah, Hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sang to phúc trường sinh. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mátthêu chương 17 câu 14 đến câu 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tả. Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bỏ thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được đó là lời chúa, lời chúa, kỳ tổ, khen chúa. thưa anh chị em và các bạn nơi trí não con người Có tầng gọi là ý thức và tiềm thức Ý thức là những gì mà chúng ta đang ý thức được đây Đang nghĩ, đang nói, đang làm với tất cả sự ý thức của mình Với tất cả sự suy nghĩ, rồi nói năng, hành động vân vân. Nhưng mà rồi có những lúc chúng ta ngủ chẳng hạn Thì cái ý thức đó nó cũng ngủ theo và khi ý thức ngủ thì lúc đó cái tầng những cái gì mà ta đã tiếp thu nhất là qua mắt nhìn tai nghe những gì mắt nhìn tai nghe ta tiếp thu vào trong ý thức rồi nó chìm xuống một cái tầng gọi là tiềm thức vào trong tiềm thức ấy rồi khi mà nó biểu hiện ra ta không kiểm soát được gọi là vô thức Có những lúc mà ta nói, ta nói tôi cũng không biết tại sao tôi nói như vậy Vô thức mình làm Hoặc là khi có ai làm cái gì ta bảo nói Mày đồ vô ý thức Đúng không? Ta mắng người ta là mày đồ vô ý thức Tức là mình làm mà mình không ý thức Không để ý, không quan sát, không suy nghĩ, không đắn đo Mà đâu phải con người mình lúc nào cũng ý thức đâu Phải không ạ? Nó, nhiều lúc mình mệt mỏi Mình không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa Hơi Giờ ta mệt tâm chả muốn nghĩ được cái gì nữa Đúng không? À, khi bạn không nghĩ gì việc nữa Thì ở trong bạn vẫn hoạt động chứ Bạn không nghĩ được mà Cái đầu bạn không hoạt động thì Nó gọi là người chết não rồi Đúng không? Cái não của chúng ta khi mà không hoạt động nữa Gọi là nó chết não Nó vẫn hoạt động Hoặc là ý thức Hoặc là vô thức Cho nên hãy là con người sống có ý thức Đừng để người ta mắng mình là đồ vô ý thức Con gái, con lứa ăn nói cho nó đoạn hoàng tử tế Người gì phải biết nhìn trên, nhìn dưới, ngó trước, ngó sau Làm việc không có ý thức gì hết trơn Mỗi lời tôi nói Mỗi suy nghĩ của tôi Mỗi lời tôi nói Mỗi việc tôi làm Đều có ý thức mà làm sao mà ý thức được mãi? Mà làm sao để cho lúc mình phản hồi ra, dù không ý thức thì nó vẫn là những cái ý nghĩ, những lời nói, những việc làm tốt đẹp đúng. Muốn vậy thì tôi phải nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng cái ý thức đó bằng những cái gì tốt đẹp. Ta suốt ngày ta nghe những điều xấu thì tất cả những cái điều xấu ấy nó vào tai của ta nó chìm xuống cái tầng vô thức chìm xuống tiềm thức và khi nó nằm ở dưới tiềm thức chìm dưới đó giống như tiềm thủy đỉnh tức là tàu ngầm tàu ngầm nằm ở dưới nằm ở dưới ta không nhìn thấy nhưng mà có không? có nhưng mà không nhìn thấy tàu ngầm đâu cả cho nên người ta đánh nhau tàu ngầm mới đi uh, uh, xuyên dưới lòng biển rồi đi đến uh, những cái tàu khác nó đâm vào những tàu khác chẳng hạn hay là nó, nó chìm xuống rồi nó trồi lên đổ lính đổ bộ lên đánh quân hù chẳng hạn thế thì mình làm sao để những cái tầng tiềm thức ấy nó tốt hay xấu là do mình cho cái gì vào qua tầng ý thức qua tầng ý thức bạn cho những cái hình ảnh tốt những lời nói đẹp những cử chỉ hay đúng đắn thì nó sẽ chìm hết xuống chìm hết xuống bạn nuôi dưỡng nó bằng những cái hay tốt đẹp nuôi cái gì thì nó trổ sinh cái đó Gieo cái gì sẽ gặt cái đó Bạn nghĩ những điều tốt Bạn nuôi dưỡng những hình ảnh đẹp Và bạn làm những cử chỉ dễ thương Thì nó sẽ vào trong tầng tiềm thức Để khi mà bạn nói, bạn làm, bạn suy nghĩ Bật lên từ trong tiềm thức Dù là vô thức đi nữa Thì vẫn là cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì hay và chính vì thế Người ta mới gọi là giáo dục Trong tiềm thức là vì vậy Và chính vì thế quảng cáo ấy, Là họ tận dụng cái này này Nghe riết, nghe riết động vùa à? Đúng không? Cái đang nghe một bài hát hay tự nhiên cái Đau răng nhức mỏi hãy đòi mi đôn Hồi xưa tôi còn bé Mi đôn là loại thuốc mà chữa đau răng đau lưng nhức mỏi. Nó dùng mỗi câu đau lưng nhức mỏi hãy đòi mi đôn cứ đang hát bài hát cao ngất trường sơn ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn đang ở cái một rất thừa dễ thương như thế đau răng nhức mỏi hãy đòi mi đôn rồi thằng vào tình thương thành sông dài che khuất biển xanh ngày xưa cái nghệ thuật quảng cáo nó ngắn gọn mà nó dễ thương lắm nó có cái nghệ thuật nó cao lắm kìa, nó không có nhiều cái tôi thấy nó xin lỗi nó vô duyên và nhiều khi nó hơi thô tục như bây giờ, nhiều khi hồi xưa tôi chỉ nghe thôi, còn bây giờ lại phải nhìn trên những màn hình nữa quảng cáo nhiều khi tục quá thưa anh chị em, đúng không? và nhiều khi nó nhảm quá, rồi những người mà quảng cáo, tôi lấy danh dữ tôi mà thề cái chữ của anh là cái gì tôi đi, tôi bảo đảm lấy cái gì để gọi là bảo đảm mà nói dài quá mà nó lại nó nhanh quá nó vừa dài nó vừa nhanh nó vừa dở quá quảng cáo thành phản quảng cáo thấy cái đó là muốn tắt đi rồi không muốn thành nhìn cái hình cái, đó. cái người quảng cáo thì mặt mũi cha ra làm sao ăn mặc cũng cha ra làm sao rồi quảng cáo những cái nó không nên quảng cáo những cái thứ mà người ta nói ra người ta đỏ mặt mà cũng đem lên mà quảng cáo được Cường dương rồi cái gì thứ đu những cái thứ đó mà cũng lên quảng cáo được thứ sợ quá Và những cái điều đó nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó đập vào mắt những em bé Những em mới lớn Nó nhìn nó nghe những cái điều không hay không tốt như thế thì nó sẽ vào trong cái tiềm thức của nó Rồi nó sẽ háo hức đi tìm những cái thứ đó anh chị em thấy nguy hiểm và độc hại vô cùng những phương tiện truyền thông bây giờ Và nhất là những chương trình quảng cáo Nó làm cho độc óc trẻ thơ Và ngay cả chúng ta như nữa Nó cứ nói tới, nói tới, nói riết, nói riết Cuối cùng cái mình không thích cái... Lúc mình nói ra, mình hát ra Lại là những cái bài mình không thích Vì nghe riết nó đâm vô lúc nào không biết Lúc tôi bật ra bộ sao tôi hát cái bài này Cái bài mà tôi ghét nhất Bây giờ đâm nó vô lúc nào tôi không biết nữa Bạn thấy không ạ? Cái hay, cái tốt, nó qua từng ý thức nó vô nó khó còn cái gì sâu cái gì dở nó lọt vô lẹ lắm vì thế mà hôm nay môi xe nói như thế này nè môi xe ngày xưa đã biết cái chuyện đó rồi mới nói với dân israel là nói đi nói lại nó tới nó lui đức chúa thiên chúa của chúng ta là thiên chúa duy nhất biết bao nhiêu lần lập đi lập lại thiên chúa duy nhất chỉ có một mà thôi và hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Điều này chính Đức Giêsu cũng lập lại khi người ta hỏi điều răn nào là điều răn quan trọng nhất. Nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải thờ phượng người hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và yêu thương anh em như chính mình ngươi. Môi sinh cũng đã nói điều đó Thiên Chúa của anh em Ngươi phải yêu mến Hết lòng, hết sức, hết dạ Và những lời này tôi truyền cho anh em Hôm nay phải ghi lòng tạc dạ Chứ không phải nói tay này qua tay kia Không phải nói như là nước đổ lá khoai Hay nước đổ đồ vịt cho nó qua đi Nhưng mà phải ghi trong lòng Và tạc trong dạ Bằng cách nào Là lập lại những lời ấy cho con cái lập lại những lời ấy cho con cái có bây giờ anh chị em làm điều đó cho trong gia đình của mình không lập lại những điều ấy cho con của mình hay không lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường. khi đi ngủ cũng như khi thức dậy lập đi lập lại lập đi lập lại con ơi hãy yêu mến thiên chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn con ơi con ơi hãy yêu mến thiên chúa là thiên chúa duy nhất Hỏi thật anh chị em Một ngày có gì anh chị em nói con của mình một câu nói được điều đó Thấy chưa đã giáo dục Phải nói lại cho con cháu của anh em Lập đi lập lại lúc ở nhà cũng như khi đi đường Khi nằm ngủ cũng khi thức, dậy Hơn thế nữa phải buộc những lưỡi vào tay làm dấu và mang trên chán làm phù hiệu. Cho nên chúng ta thấy trong tân ước trong tin mừng Chúa xuống nói những người mà thích uh, hình thức bên ngoài đó là họ thích đeo những thẻ kinh ấy. may dài tu áo thẻ kinh là cái câu đó đó yêu mến thì chúa hết lòng hết sức làm cho một cái thẻ rồi cột lên trên chán mục đích của mỗi xe để nhắc nhở họ đừng quên điều đó nhưng mà sau này những người đeo cái đó lên này thì hãnh diện vì đây ta mới là người đạo đức đây hãnh diện vì đeo cái đó mà có thực hành đấu hay khác nhau nhỉ Môi Sê làm cái điều đó là để nhắc người ta làm, 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 thực hành, thực hành, thực hành, thực hành. Chứ phải đeo cho nó oai, đeo cho nó ra vẻ. Tại đây là đạo đức. Mang trên chắn viết lên khung cửa. Và lên cửa thành của anh em. Đó. Đó là giáo dục bằng tiềm thức đấy. Đó là một cách bây giờ gọi là tiếp thị phải không? Phải không? Mình đi làm tiếp thị nhắc nhở nhắc nhở nhắc nhở nhắc nhở mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày vì Moshe biết rằng là con người ta vốn là hay quên cái khả năng của con người ta bây giờ bây giờ là hay đổ tội cho covid thứ giả tại bây giờ covid rồi bây giờ còn hay quên lắm cái bà vừa nói bà đọc kinh hay là cái gì thứ ra con hay quên lắm hỏi bà mỗi câu với bà có nhớ trong túi bà có bao nhiêu tiền không thứ cha nhớ chứ <laughs> sao mà hay thế và nhớ là cháu bà hay là con bà nó làm gì cho bà buồn nhớ chứ mỗi lần con tức là con điên lên con lại phải phải, phải, phải nó gợi lại là, là nhớ toàn những cái cần cần nhớ thì không nhớ cái nên quên thì lại không chịu quên lỗi lầm những điều xấu xa những điều không hay nó lại vô trong tiềm thức nó nằm trong đó rồi nó không ra được nữa rồi điều muốn nó ra thì phải sao hả muốn ra thì phải làm sao nhưng mà nó nằm trong đó rồi cơ mà Này Đây là ly nước trà Ly nước trà Điều muốn trong ly này không còn nước trà nữa Mà nó vẫn có thì phải làm gì việc mình tôi muốn nước chanh thì phải làm gì Phải làm gì Cho nước chanh vào Cứ cho nước chanh vào Nước trà nó sẽ tràn ra Nước sẽ nó tràn ra một hồi nước chanh người sẽ chiếm mất nước trà, bạn hiểu tôi nói không? mình không có khả năng mình đổ ra hết được, vì bạn đâu có thể mổ não bạn ra bạn móc cái xấu ra được, hiểu không? Cho dù bây giờ người ta có thể lấy não ra người ta nuôi, nhưng mà những cái gì tiềm thức nằm trong đó có khi lúc mà ráp vô người ta quên hết sạch có như bệnh nào thì không nói gì, quên luôn thì không nói gì. Còn bây giờ bình thường trong cái não bạn đang chứa đầy nước trà bạn muốn thay nước chanh vào, bạn phải làm sao? thì cứ phải cho nước chanh vào, không cho nước trà nữa mà cứ nước chanh vào, trà nó loãng dần, loãng dần, loãng dần, cuối cùng, Ủa, sao thành nước chanh nổi? Sao hay vậy? trà nói hay hay gì? Hôm giờ đổ gần chết, đã biết bao nhiêu nước chanh vào nó mới đẩy nước trà ra được việc. uống lại thử coi. Ừm mm nước chanh thiệt rồi, thì bạn phải nuôi dưỡng những tư tưởng tích cực vào trong đầu bạn. Tôi nói một em là nó bị trầm cảm, nó bị uh, tự kỷ suốt ngày nó cứ nghĩ uh, buồn chán rồi suốt ngày nó muốn tự tử rồi suốt ngày nó đóng cửa lại không chịu mở cửa ra. Tại vì chỉ có một cách là đưa cái máy vào trong phòng cho nó mở quang lên suốt ngày nó cứ vô 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 lòng thương xót Chúa tình yêu yêu thương lòng thương xót nghe riết nghe riết nghe riết những cái tư tưởng tiêu tư cực nó không còn chỗ nữa nó bảo hết chỗ rồi mày ơi thôi đi chỗ khác chơi mày ơi nhà này chật quá nó đi sang chỗ cái ông kia đang ngồi mình buồn kìa đó nó chạy sang đó rồi đó. cứ phải nhôi cho nên có nhiều người tôi nói ngủ cũng nghe bảo ngủ cũng nghe vì khi người ta hồi xưa tôi học ngoại ngữ ông thầy tôi nói tối ngủ nhớ mở máy nghe cứ nghe ngủ nhưng mà khi mình ngủ cái ý thức không làm việc nhưng mà ý thức không làm việc được nữa thì nó mở toang cái cửa ra nó không canh gác nữa ý thức được làm việc là những người lính canh nó thích cái gì thì nó cho vào không thích gì nó bỏ ra còn bây giờ lính canh nó mệt không canh nữa mở toang cửa ra thì muốn vô vô vậy thì lúc đó mình nghe ngoại ngữ nó có vô 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 vào trong nằm trong cái tầng tiềm thức nằm ở đó rồi khi mình bật ra khi bạn nói tiếng nước ngoài bạn đâu phải là lúc nào bạn cũng ý thức phải không khi bạn còn ý thức là phải dịch là ý thức còn khi mà nói một cách tự nhiên như nói tiếng việt này đâu cần phải suy nghĩ gì nữa đúng không thì bạn nói tiếng nước ngoài một cách tự do tự nhiên như là nói bằng cái tiềm thức của bạn bật ra những gì bạn đã nuôi dưỡng trong ý thức Vậy thì khi mà lúc nào bạn cũng nhắc đến lòng thương xót Chúa Lòng thương xót Chúa, Chúa yêu thương bạn, Chúa thương bạn, Chúa xót thương bạn Lúc nào bạn cũng nghĩ như vậy Lúc nào cũng mỗi buổi sáng Mở mắt ra thức dậy là tôi tin rằng đây là một ngày tốt đẹp Tôi nói với tôi từ mấy chục năm nay rồi từ Tôi từ 13 tuổi khi đọc cuốn sách là Sống tích cực và lạc quan Tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái đó Cuốn sách đó như vậy Cho tới bây giờ cứ mở mắt ra sáng là Tôi tin rằng đây là một ngày tốt đẹp Tôi sẽ giải quyết mọi việc trong ngày này một cách tốt đẹp Tôi vui sướng hân hoan trong ngày mới này Cảm tạ Chúa vì những ơn gì Chúa ban cho tôi Được hưởng, được có và tất cả những gì tôi đang có đây Lập đi, lập lại, đi, lập lại Ngay từ sáng sớm mở mắt ra là như thế Còn mở mắt ra là lại Nghĩ đến cái thằng Rành con quả nó là mình bực mình <laughs> Tiêu rồi Có nhiều người mở mắt ra là Bắt đầu chửi thề là bắt đầu văn tục là bắt đầu khó chịu rồi Một ngày mới mà Bạn dồi nó vào rồi trước khi đi ngủ Cảm tạ Chúa ban cho con một ngày sống được bình an Xin Chúa gì con đêm nay được mọi sự bình an trong lòng thức của Chúa Xin Chúa chúc lành cho con bình an ngủ ngon Bình an ngủ ngon, bình an ngủ ngon Rồi đi ngủ Bạn phải nuôi dưỡng những tư tưởng tích cực ấy Nuôi dưỡng lòng thương xót ở trong bạn Cho vào trong vô thức Vào trong tầng tiềm thức ấy Để bạn bật ra không cần phải suy nghĩ nữa bạn phản ứng không cần phải suy nghĩ nữa bây giờ trước một biến cố trước một biến cố gì đó mình gọi là react hay là proact bạn phản ứng tích cực hay tiêu cực lúc đó bạn người ta chứng tỏ con người bạn là như thế nào ví dụ muốn biết một con người như thế nào mình quan sát họ ăn đi quan sát họ chơi đi lúc bạn ăn lúc bạn chơi là bạn ít khi ý thức được lắm bạn phản xạ theo tự nhiên của bạn Đúng không? Ờ, hồi đó trong trung tâm tôi Mấy anh em hay ngồi chơi domino Rồi chơi riết hồi bây giờ không chơi nữa Vì lý do là khi chơi hay Xin lỗi anh chị em là thắng thua quá Rồi thắng thua là bắt đầu to tiếng Là người thì nó nói thế này Người thì nói thế kia Nhiều khi đánh bài mà vội dẫn với nhau mà cũng phải có sự ma lanh tí chứ nó phải sự khéo léo tí chứ phải hù dọa nhau một tí chứ không có mà cứ làm âm lên là tao có ai biết được đánh hỏa mù đủ thứ Nhưng kiến tức anh cái thật thà quá rồi anh đi lên là cãi nhau qua lại nếu ta thấy rõ con người của mỗi người ai là người háo thắng ai là người điềm tĩnh nó mới lộ ra lúc chơi đúng không còn lúc anh giảng ý thức hoàn toàn mà nhưng mà lúc mà bạn phản xạ trong vô thức lúc đó mới là con người thật của bạn nó nằm ra hay là lúc ăn chẳng hạn nào phòng phô tục tử biết lên gì đúng không ăn mà bạn cứ chọn món nào ăn mà bạn gấp hết trái để ý đến người khác. tới lúc đâu kiểm soát được ngon quá, ăn đang ngon mà đâu cần để ý lại lại có người của bạn liền. Thế thì thưa anh chị em, mình hãy tập nuôi dưỡng cái vô thức của mình, cái tầng tiềm thức của mình bằng tất cả những gì tốt là hay là đẹp từ lòng thương xót của Chúa đi cứ nghe giảng đi nhồi vào nhồi vào nhồi vào, nhồi vào. các bạn nói con đi vệ sinh con mang cha theo con đi tắm con mang cha theo con đi ngủ con mang cha theo đi ra người làm vườn cũng mang cha theo nói theo cái kiểu đơn giản là mang cái máy này đi theo chứ mang tôi theo làm cái gì mang cái máy theo tôi nghe lúc lái xe cũng nghe làm vườn cũng nghe tôi bảo cứ nghe đi đâu có mất mát gì đâu bảo nghe rồi nó vô 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 lúc nào mình tràn đầy tư tưởng tích cực lòng thương xót Chúa đó, Mua xe nói với dân như thế đó, làm bằng cách đó, viết lên khung cửa, lên cửa thành. Hãy nhớ những ân huệ mà Chúa ban cho anh em. Chính Đức Chúa là thiên chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ, chính người là đấng anh em phải phụng thờ, anh em sẽ nhân danh người mà thầy lập đi lập lại. Chính Chúa là đấng anh em phải tôn thờ lúc nào cũng lòng thương xót Chúa quyền năng và lòng thương xót Chúa đang ở với tôi đang nhìn giữ tôi đang che chở tôi tôi tín thác vào một Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và lòng thương xót cứ lập đi lập lại như vậy đi lúc đó lòng tin của mình mới mạnh được lúc đó Chúa mới nói rằng là dù con có lòng tin bằng hạt cải thôi thì có thể bảo núi này rời khỏi đây mà qua bên kia nó cũng sẽ qua và chẳng có gì mà anh em không làm được lập đi lập lại với Chúa không gì là không thể vững tin vào Chúa lập đi lập lại như vậy ban cho mình một cái sức mạnh của niềm tin không biết có được hay không hơi tôi sợ lắm lòng tin mình yếu quá Chúa bảo sao lại kém tin như thế vì khi người ta đưa đến một đứa mà nó bị quỷ nhập bị kinh phong bệnh tình nặng nhiều lần ngã vào lửa rồi ngã xuống nước mà các mô đệ không trừ được Chúa bảo ôi cái thế hệ cứng là lòng tin này. gian tà này tôi phải chịu các ngươi đến bao giờ phải ở với các ngươi đến bao giờ nữa muốn có được lòng tin vững mạnh hãy nuôi dưỡng lòng tin ấy bằng những tư tưởng tích cực bằng những lời cầu nguyện bằng những suy nghĩ lạc quan giúp cho mình vững tin hơn còn lúc nào mình cũng nghĩ không được lúc nào cũng nghĩ không biết có được hay không lúc nào cũng nghĩ là sợ lúc nào cũng nghĩ lúc nào con người cũng sợ cũng rụt ra rụt rè cũng không dám làm thử đi dấn thân đi mạnh nhận lên tự tin đi quyền năng sức mạnh của chúa ở trong mình đi đối với chúa không gì là không thể mạnh nhận lên vứt bớt đi làm được không tôi làm được mọi sự trong đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi mấy chị em mà kinh nguyện lòng chúa thương xót cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng Lấy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật thì con xin ẩm lây cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh em chúc anh em luôn được bình an